Xin chào các bạn hãy đến với kênh ông Quỳnh Vlog. Hôm nay ông Quỳnh làm món lòng nướng và cá lóc nướng. Xin mời các bạn theo mình nhé. Bây giờ mình sơ chế cái món lòng này. Trước hết là này là trước hết là mình cho vào một chút muối để cho nó đánh tan cái mỡ. Các bạn ơi, trước hết là cho muối vào để cho nó đánh tan tất cả những cái mỡ của váng của cái lòng nhá. Xong rồi đấy ta mới tiếp tục ta bóp để cho nó tan bớt cái váng mỡ của trong cái này là cái mua cái lòng già sát khâu đuôi. Đấy, ta vuốt này là tất cả những các cái mỡ của lá, mỡ dị dắt của nó ở trong là nó sẽ tan hết ra, có muối vào nó sẽ tan hết ra. Bây giờ tiếp tục là mình vớt ra, mình tráng qua cái nước muối này đã. Cái nước muối đi một lần xong cho nó hết cái nó đi, xong rồi là tiếp tục ta muối ta đã làm cho cái mỡ nó tan rồi thì giờ bắt đầu là ta cho chanh vào nha các bạn. Chanh nó có chất axit để nó tẩy tất cả những cái mỡ vừa dắt ra. Ta cho vào 2 quả. Để ta bóp tiếp cho cái mỏ dắt này của cái muối nó đánh tan ấy, thì giờ nó sẽ tẩy ra. Chanh này nó có axit cho nên nó tẩy tất cả những cái để cho nó khỏi hôi. Con chanh nó phát ra nó tẩy lên trắng tinh cái lòng luôn. Lòng nó trắng. Các bạn ơi, bây giờ ta cho vào một ít giấm. Giấm này để cho nó có cái độ giòn khi nướng lên, nó có cái độ giòn của ít giấm này cho nó. Đấy, ta cho vào một ít giấm để cho nó khi ta nướng là nó giòn, nó không dai cái lòng. Sau khi ta sơ chế xong rồi sẽ bắt đầu là ta mùi
mùi rất thơm luôn. Tất cả những các cái loại mỡ thừa mỡ dắt của nó là ta phải nên bỏ, loại bỏ đi hết. Cái lòng nó mới ngon được. Giờ là lòng tất cả là trắng tinh, ta sẽ lộn nó trong ra, ta lại làm lại từ đầu để cho nó loại bỏ hết tất cả những cái tạp chất, vì con lợn là nó hay ăn cám đó. Mà tất cả các cái sơ chất sơ của cái cám mà nó làm lại đó nha, thành ruột nó. Nhưng mà sơ chế là ngon hay không ở chỗ qua cái khâu mình sơ chế, tất cả các loại mỡ dắt này là mình cho đi hết. Bây giờ mình sẽ cho thêm một quả chanh nữa các bạn nha, để cho nó khử nốt cái ruột mình vừa vừa vừa, vừa nó trong à. Chanh vô thì rửa cái gì nó cũng sạch, nó có chất tẩy axit. Làm nó phải ăn uống cho nó sạch sẽ ăn đấy. Đấy, giờ tất cả ở trong ngoài trắng tinh nha các bạn. Bây giờ mình lộn lại nha các bạn, lộn lại xong bắt đầu là để ra để bố con mình bắt đầu là chế biến. Cái này là cái món ăn trưa của gia đình nhà mình. Thôi các bạn nhé, bây giờ là mình sẽ lộn lại, lộn cái ruột này lại, vì mình làm chế biến ra sạch, làm sạch sẽ rồi nhá. Lộn lại xong để mình bố con mình bắt đầu ra để ta bắt đầu đưa vào nướng, ướp gia vị khoảng tầm thêm 10 phút nữa, đưa vào nướng đây, đồ ăn trưa của bố con mình. Ruột này sáng nay là mình phải chạy lên chỗ chợ ăn mới mổ xong là mình mua luôn, nó lên nó đang còn tươi. Rồi mình mua thêm một hơn 1 cân cá lóc nữa mình nướng. Ẩm thực gia đình thì là bố con thì ăn cái lòng nướng này cũng lâu lắm rồi, giờ chả ăn đến. Thì hôm nay thử làm bữa nướng. Rồi các bạn ạ, giờ là mình rửa qua lại nước xong rồi là mình ngâm ướp gia vị cho ít gừng vào để nướng cho nó thơm. Rồi để mình giờ mình ướp gia vị nha các bạn, ướp gia vị để cho người ta đưa lên ta nướng. Ta bỏ vào đây. Bây giờ ta cho vào đây một ít gừng.
gừng này là nó vừa thơm lắm, vừa khử hết cái chất mùi rồi. Xong mình cho vào đây một ít sa tế các bạn ạ. Ít sa tế. Vừa không có cay các cháu mình này không ăn được. Cho ít dầu điều để cho nó có cái độ vàng. Dầu điều này nó vừa vàng vừa thơm. Khi nướng lên là nó rồi này. Các bạn chờ mình chút xíu. Đấy, cái này là nó có mình cho thêm một ít bột ngọt nữa nha các bạn. Xong rồi là để đầy đủ gia vị cho các bạn ạ. Bây giờ là mình cái này vào mình bóp bóp xong rồi mình để chờ lấy khoảng 10 đến 15 phút là bây giờ nướng nhé các bạn. Bây giờ sắp đến giờ cơm trưa của bố con mình rồi. Bóp hết hãy cho cái dầu điều vào nó vàng hơn khi mình chưa nướng là nó đâu đây. Rồi các bạn ạ, đây mình để ở đây xem. Đây 10-15 phút xong mình quay cho mình nướng nhé. Đây. Các bạn ơi, bây giờ trong khi chờ đợi thịt nó ngấm thì bây giờ mình nướng cá lóc. Cá lóc này là các bạn ạ, nướng cá lóc này là nó phải có muối. Khi muối thì khi ăn cháy ăn không cháy được vào cái thịt. Mà nó có muối là nó cháy cái đấy. Cũng là rất thơm các bạn. Cá lóc nó đặc điểm nó là đấy, các bạn thấy chưa? Có muối vào phát là cá lóc nó vàng ngay, mà khi nào nó không cháy có con cá vàng lắm. Các bạn ạ, cá giờ bắt đầu chuẩn bị vàng rồi đấy. Tí nữa là nó từ cái chỗ cháy đi, tí nó bốc cạo này. Khi nào nó vàng ươm bắt đầu là nó cháy vậy nó mới vàng. Làm cái kênh YouTube này các bạn ạ, là cố gắng để làm là theo cái nguyện vọng của vợ mình. Nên mình cũng khắc phục mình làm. Mong các bạn thông cảm, nhiều lúc mình làm nó cũng chưa được như thế là vợ mình được. Cho nên là có gì các bạn thông cảm và góp ý cho mình. Các bạn ơi, cá bây giờ cũng đã chín rồi nha. Mình sẽ đưa cá xuống cho các bạn để lấy cá xuống để mình nướng nước nước lòng heo. Đấy, tuyệt vời luôn. Cá. Nóng quá các bạn ạ. Cái này nó có nước, nhưng mà nó hơi nóng.
Đã vàng ươm các bạn ạ. Tuyệt vời. Bây giờ là mình mang vào trong trong nhà là các bạn nhá. Các bạn ạ. Nên giờ ông hạ thấp xuống đi cái này xuống nha, than xuống nha, giờ hạ thấp xuống các bạn ạ, giờ than nó lên cao quá rồi, than nó xuống sâu rồi mình hạ thấp cái này. Chờ chút xíu này, thấp xuống đây cho nó nằm xuống vậy. Bạn ơi, cho nó nằm xuống vậy là nó thấp xuống thì than đó. Đấy. Đấy, lòng vẫn chuẩn bị là nó lên phân lên là tuyệt vời. Này hôm nay mình đúng rồi, ăn vốn nhức nách lên đúng không? Làm lòng nướng cũng quá tuyệt vời luôn. Lòng sáng bố lên chỗ trọ nó đây làm ấy. Sáng lên sớm và lấy ấy, vừa ra cái là mình lấy luôn thì mới ngon được. Tất nhiên mình ăn nhưng mà nó cũng có cái độ hấp dẫn của miếng lòng. Đấy, mình cho nó chín chút xíu xong mình lại chả đảo lên kia. Lòng này mình nướng bằng than than hoa nhá. Các bạn ạ, đây là gia đình bố con nhà mình làm lấy ăn thôi. Đấy, cái vàng ươm vào đây hậu này. Giờ để nó đi xong một con. Quá ngon. Nào. Gan luôn. Phổi mà tí gan là gan chứ. Tí gan nó thêm vào cho nó đủ cân. Quá ngon các bạn ạ, vàng ươm luôn. Hai cây một lúc, nó khác với hai cây hai lúc. Các bạn ơi, tuyệt vời luôn. Thẳng nướng là chút xíu này để cho nó chín hết tất cả. Ốm rồi. Sao ốm rồi đấy, ốm rồi làm lại.
là đã xong rồi các bạn nhá. Bây giờ mình nướng cũng đã chín hết rồi, rất tuyệt vời. Bây giờ mình cho ra ngoài đây để các bạn thấy, cho mình vào trong kia để mình thái nhá. Nóng. Các bạn ơi, bây giờ là đồ của mình đã xong rồi nhá. Bây giờ mình đây là có cá lóc nướng này. Hôm nay mình đi chợ sớm mua cá lóc nướng này, là cái lòng nướng. Thì mời các bạn vô đây ăn chung cùng với gia đình nhà mình nhá. Cơm trưa. Thì bây giờ mình sẽ thử miếng cái này coi có ngon không các bạn. Đúng lần đầu tiên mình nướng nhưng mà thấy tuyệt vời. Ông Bình là có cá lóc lòng nướng ngon quá. Chúc mừng ông nhá. Cảm ơn các ông. Chúc ông làm ngon hơn nữa. Các ông cố gắng ủng hộ nhá. À, ngon quá. Được, cảm ơn ông ơi. Ta là cả gia đình. Thứ năm quân đi. Có giấy rồi. Đọc cái này. Để học không? Thế, ăn đi coi. Đúng rồi, ăn đi coi. Bia này uống hết. Bia này uống nhạt. Lại uống là uống hết. Bật kem kia ra coi. Gói cho cháu đi. Gói cháu nhé. Rồi cá con, cá đấy, lấy cá cho cháu, lấy cái sống rồi rửa, không có là xương nhé, cái dần dần con xương cháu đấy. Đấy, cháu ăn, đấy, để cô ô gói cho cô thôi. Quên rồi, cô quên bún rồi. Bún này, nhà quê à? Quê rồi, quê này, quê này làm chó. Làm chó. Tài chó. Đấy là ăn thì giơ tay. Rồi cái này thì cuốn đi cho cháu đây. Ngon không? Không phải nhạt, có ăn nó mất ngon. À uống mất ngon. Toàn ăn gì? Ăn cái gì? Cảm phúc. Vào đây. Không vào đi đi nhỉ. Ngồi ngon quá, ta vào đi. Ngon à, không? Này nó thích ăn cái gì không? Cá lóc chấm với lại nước này là các bạn ơi, thôi đến đây mình cũng xin tạm dừng video ở đây nhá. Thì nếu mà các bạn cảm thấy hay thì các bạn cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh để mình có động lực để mình ra tiếp video cho các bạn xem nha. Xin chào.